giò thêm mấy hào rồi đó hồi không kịp á. Anh bún nhiều cho bún nhiều ha. Ở đây bán dễ chịu. Dạ. Lao động không à. Cho đây hộp luôn. Kể đi phải không? Dạ. Cho lao động mà. Ăn cho nó thoải mái ha. Em nướng thịt nướng 164C Nguyễn Thị Nhỏ. Dạ Nguyễn Thị Nhỏ. Dạ. Cái ngã tư phía trước là ngã tư gì chị nhỉ? Là ngã ba Trần Văn Hoàng. Trần Văn Hoàng. Dạ ba Trần Văn Hoàng với Nguyễn Thị Nhỏ. Vâng. Dạ. Trần Văn Hoàng Nguyễn Thị Nhỏ. Cái đó là bên đó bên quận Tân Bình của mình là bên là quận 11. Là à. Đường đó, nó giáp với nhau luôn ha. Em đứng ngay giữa chung ở giữa luôn có hai đường ha. Dạ. Dạ. Nguyễn Thị Nhỏ và đường Nguyễn Hoàng đúng không chị? Dạ. Nguyễn Thị Nhỏ và Nguyễn Hoàng. Trần Văn Hoàng. Trần Văn Hoàng. Còn đây là Nguyễn Thị Nhỏ. Trần Văn Hoàng thuộc về quận 11, còn đó là thuộc bên Tân Bình. Vâng. Dạ. Nem nướng. Dạ. Cái này là mình cái nem này là đang theo kiểu của miền Tây nha. Miền Tây, dạ. Nem nướng miền Tây, bún thịt nướng miền Tây. Nói chung là đồ bán của bên em là gia đình em làm hết, không lấy một cái gì hết á. Vâng. Từ làm hết luôn. Thịt rồi trái giò ha, là đồ chua cũng vậy. Vâng. Cái em bán cũng đây cũng lâu năm là được nhờ cái là nhờ bán người khách quen. Dạ. Dạ. Và tính ra mình ra đây mình bán được nhiêu năm rồi chị? À, 9 năm hơn anh. 9 năm hơn. Dạ. Là bán đây luôn ha. Dạ ở đây luôn anh. Dạ. Bởi vì khách em quen á, cái mùi vị ở đây là người ta lại ủng hộ thường xuyên, đi đâu cũng vậy. Vâng. Là ta lại ghé nhiều khi ở xa người ta không tiện tới thì mình đặt qua app anh. Vâng. Mình chỉ gửi gáp cho người ta. Dạ. À, như vậy là mình có bán qua app rồi ha. Không có app, chứ bây giờ app á cao phí quá giờ kinh tế vậy đó, nhưng mà dạng giống như là gáp mà giao hàng á. Vâng. Rồi khách cho em cái địa chỉ rồi em giao dạng giao trong bên giao hàng á. Dạ. Bên tụi bên sinh viên này nọ cũng hay đặt, mấy cái bệnh viện cũng hay đặt á. Vâng. Mấy bên điều dưỡng này nọ mấy chị hay ăn á, đặt bệnh viện Chợ Gãy Chân Buông này nọ gần gần đây. Vâng. Chắc 15 cũng được. Nếu mà đặt của chị thì mình qua số nào? Số điện thoại nào? Dạ số điện thoại của trên hai số này luôn anh. À rồi đấy. Dạ trên bảng luôn để vậy cho khách dễ biết thôi nhé. Cái thứ hai trên hộp em cũng có số điện thoại với cái địa chỉ. Vâng. Bảo Anh là chị à? Dạ Bảo Anh là con gái con em. Gái chị mới à? Ra là bán mới mấy tháng là em có bầu á, rồi em đặt tên cho cháu luôn. Đặt tên cháu luôn. Cái quán này bao nhiêu tuổi là con gái em bao nhiêu tuổi á? Ôi, thế là con gái mới đang mới trong bầu mà đã có gọi là có dạ có... giống như là cái duyên vậy á. À, vâng. Dạ. Là có một cái gọi là cái của hồi môn là cái con gái muốn bán hả? Dạ đấy. Dạ tại lúc mà mới ra cũng là nước đã cái chỉ để bún thịt nướng thôi. Dạ. Thôi sao có cái duyên là có bà em bé đó thôi đặt tên cho con luôn đi. Đặt luôn ha. Dạ. Tới ngày dựng tới bây giờ cũng được 9 năm hơn rồi. 9 năm hơn. Dạ. Thì cũng làm chung với mẹ em chồng á, thì cũng hai mẹ con vậy đó, rồi có cháu rồi làm vậy thôi. Trong gia đình thì cũng ba làm đồ bán vậy đó, chứ cũng mướn cũng ít lắm. Vâng. Trong gia đình làm á. Toàn đồ nhà làm không dạ. À? Nói chung là thịt hà thì nọ là mẹ với ba xong á về làm. Chứ mình lấy đồ cũng khách nó ăn hồi xưa tới giờ, nói chung là ta cũng tưởng mình lấy thịt ngon chứ mình không lấy thịt trôi nổi. Vâng. Thì tay giờ khách người ta ăn người ta biết hết, mình phải lấy đồ ngon mình bán. Thì của em thì đó giờ là bán dạng bình dân. Vâng. Giống như cho ai ăn cũng được chứ không phải là cố định là lên giá. Vâng. Khi nào mà kinh tế vụ mà thịt này nó cao quá thì mình lên chút đỉnh thôi. Vâng. Chứ mình không phải mà mình lên mà cao để mà mình lấy tiền của khách. Tức là bây giờ mình cứ bình dân mình bán tới ha. Dạ tại vì bán lâu năm rồi khách quen ăn cũng ủng hộ anh. Đầy đủ bún nhiều hả? Bún nhiều tới chị.
Cái vị của nó đang là vẫn là cái vị của miền Tây luôn hay là dạ, có Trung Hoa của Sài Gòn đúng không chị? Dạ của miền Tây luôn. Cái này công thức thì nói chung là mỗi người mỗi cái công thức anh. Nhiều khi ăn thì mà khách cũng góp ý thì mình về mình cứ thêm bớt này nọ vô, bắt đầu mình cảm thấy ok thì điểm đó mình ngừng. Coi như mình ngưng đó tới giờ luôn ha. Dạ dạ, dạ từ đó giờ công thức là vậy là vậy. Chứ mấy phần biết sao anh, xưa giờ ta ăn cái mùi vị ta quen rồi. Ở đâu ta ăn đó nói chung là quen đó. Vâng. Cái khẩu vị á. Vâng. Giới thiệu với cả nhà đây là chị Ngọc nha. Chị Ngọc là chị nướng thịt nướng từ sáng giờ luôn, mấy giờ mình bán rồi chị? Dạ là coi như là 3 giờ mẹ em phải ra đây rồi. 3 giờ sáng hả? Dạ tại vì ra đây dọn rồi chứ mấy đồ linh tinh á. Chứ em mà 4 giờ phải có mặt đây nướng để sáng mới kịp. Là mấy giờ là mấy giờ là khách có thể có muốn ăn rồi. Nhiều khi 4 giờ sáng có người rồi. 4 giờ sáng rồi. Dạ chờ tại vì mấy nhiều mấy bạn á với mấy người làm việc về khuya là ta ghét ăn. Vâng. 4 giờ rưỡi bắt đầu là đã có đồ ăn rồi. Rồi mình bán đến nào là mình ngưng hay là bán hết thì bán nửa buổi anh. Ví dụ nhiều khi bữa thì 11 giờ, nhiều khi 12 giờ tùy. Mình như vậy bữa. Là mình tập trung vào buổi sáng rồi ha. Dạ dạ đúng rồi em. Đấy. Như vậy chỉ bán buổi sáng là chính thôi các bạn ạ. Dạ. Ở đây thì chỉ chưa bán qua app thì app ăn hơi cao. Và chỉ các bạn có thể gọi qua số điện thoại ở sau lưng này. Thì nếu mà bạn nào ở xa mà muốn ăn của chị thì chị sẽ đặt hàng qua hai số điện thoại nha. Bánh hỏi nem nướng và bánh hỏi thịt nướng. Đấy, vừa có cái bên này vừa con em vừa có thịt. Dạ có thịt miếng đó. Vâng. Đây là thịt miếng là tại vì em chia ra hai giai đoạn đó nướng á. Dạ. Cho thịt nó vàng nó ngon anh. Chứ mình dồn vô nhiều quá mình nướng lên cái miếng thịt nó cứng lắm, mình hiểu mình làm không có kịp á. Thì bắt đầu em sẽ một đợt là nem trước. Rồi em coi cái số lượng thịt bán á nó sẽ bớt thì em sẽ lên đó. Thì cái lượng khách vô lúc nào thịt nó cũng nóng, nó sẽ ngon hơn là mình dồn vô một cái thứ thịt. Rồi, đó giống giờ nem á bắt đầu bớt là bắt đầu em sẽ lên nem. Vâng. Bắt đầu em thấy thịt miếng á bắt đầu bớt là em sẽ lên thịt miếng, thì đối lượng khách của mình sẽ vô á nó lúc nào chả giò á, lúc nào cũng mới á, lên tức nóng là, nó ngon. Tức là mình là không có làm nhiều quá nhiều trước ha. Vâng. Mình cứ canh cái nào mà bớt thì mình lên cái đó. Vâng. Giống như nem nó đang hụt mà bắt đầu em lên nem. Giống như thịt miếng mà hụt thì bắt đầu em lên nướng thịt miếng vậy đó. Thì lúc nào lượng khách vô ăn nó cũng có thịt chả giò này nọ nó nóng nó ngon anh. Rồi toàn đồ mới không vậy ha? Dạ đúng rồi. Bữa nào bán hết bữa đó anh. Chứ không có để mà qua. Tại vì nói chung là đồ nướng mình để qua đêm mà ăn không có ngon. Cái thịt này mình ướp có đặc biệt có nước dừa chứ. Vì em thấy người miền Tây là hay ướp nước dừa lắm ạ. Dạ dạ không. Cái này là công thức của bên mẹ em. Cái đó là bên khâu mẹ em. Mẹ ướp. À mẹ ướp ha. Dạ, mày, dạ đúng rồi. Nói chung là làm đồ bán là ở nhà làm không. Dạ. Các bạn có để ý không, ở đây mình thấy là chỉ dùng một cái bếp lò nướng á, là dùng bằng một cái bếp mà gọi là dùng nhiệt chứ không phải là dùng bằng bếp củi hay là dùng than. Cái này nó sạch sẽ anh. Ờ, này sạch hơn ha. Dạ. Cho nên cái bếp cái ngoài nướng của chị rất là sạch sẽ. Nhưng mà lên miếng thịt nó cũng vàng ươm rất là ngon chứ không phải mà lên mà cháy đen này nọ, nhưng ăn miếng thịt rất là mềm. Đấy. Dạ. Tức là cái này nó hay đó, đây là một loại bếp rất là mới. Dạ. Không thực ra thì nó cũng mới nhưng mà mình thấy là cái nướng kiểu này rất là hay này, nó sạch. Nó sạch sẽ, nó không có khói bụi quá nhiều. Lửa lúc nào nó cũng đều á. À. Để cái nem nó rút từ từ vô, nó rất là ngon, nó mềm nữa. Tức là cái này là nó đều được miếng thịt hả? Dạ đúng rồi, chứ mà mình dùng lửa lớn nhiều quá nó sẽ bát ở ngoài nhưng mà ở trong nó không có chín. Vâng. Để này phải rút từ từ vô cái nem nó vàng từ từ đều chứ nó rút vô. Nó chín cái nem rất là ăn rất là ngon, rất mềm. Dạ. Ta có đám giỗ hay cái tiệc gì á thì người ta đặt lại chả giò với nem của em nó về. Ví dụ người ta mua chả lụa thì đây làm dạng như để khách có ba món á. Tức là mình nhà mình bán này riêng cho khách mang về ha? Dạ vẫn có khách lại đặt nem nè, mình... cây rồi á. Nem là 15.000 cây còn chả giò 10.000 cây thì là có sẵn luôn loại mua mang về. Từ khi ta có tiệc á người ta đặt trước mình vậy đó. À. Ví dụ 50% hay 100% mấy chục cũng vậy, mấy chục cuốn thì nem cũng vậy đó. Dạ. Lắm tiệc vỗ quải hay là gì đó người ta cũng mày người ta lại đặt mình, em cũng giao cho tao vào nướng sẵn á. Dạ. Tới giờ người ta lại lấy thôi. Công nhận là cái nem của chị nó bóng ghê chứ. Dạ đúng rồi. À. Thịt ngon lúc nào anh
màu thịt nó vàng ươm. Chứ gần sao bên em mà ướp nó không có dùng, không dùng màu hả? Dạ, thực phẩm màu nhiều. Đơn giản là sữa mật ong này nọ. Vâng. Thì nó sẽ thấm vô thịt ướp rồi ngon. Cái miếng thịt của chị nó, kia em của chị nó bóng lắm các bạn ạ. Dạ. Nó tươm rồi nó bóng, nó ướt mềm, nhìn rất là ngon. Nó ướt từ đầu vậy á, nó về nó ngon anh. Dạ. Cái này là phải chờ liên tục chị nghe. Dạ đúng rồi. Chờ cho nó rút cái cây thẳng cây này, mà thấy không, nó sẽ vàng đều vậy nè. Thấy không? Nó sôi ở đầu nó vàng đều, rút là nó vàng ươm phải không? Mở nó tươm ra vậy nè, rất là ngon. Thấy không? Trời ơi, nó sôi. Thấy vậy chứ khó nướng lắm anh. Không quen là nướng không có được đâu. Không quen là cháy trơn hả? Dạ đúng rồi. Để quen tay mình đều tay á, mình xay cây nem nó mới vàng đều, chứ không thôi là mình không biết á. Một bên bên dạng bên đen hồ lùi đấy, nó sống nữa. Đó là vậy là xong rồi đó anh. Trong rồi ha. Ươm mở ra vàng ươm. Ở đây là cái theo chị cảm nhận là cái món của mình nó đặc biệt, nó đặc biệt cái gì chị? Món nem anh. Nem. Nem với thịt biến của em cái khẩu vị nó khác nhiều chỗ. Vâng. Dạ. Nó khác như thế nào chị? Cái mùi vị á, tại vì nói chung là thịt là bún thịt nướng thì nó sẽ giống như mỗi người mỗi cái ý để ướp anh. Còn riêng của mình á thì nem á thì mình cũng không có cầu kỳ, nhưng mà cái công thức của mình ăn á người ta rất là vừa miệng. Lên miệng rất là mềm và rất là cái khẩu vị rất là vừa miệng ngon. Đấy các bạn để ý nè, nãy giờ mình thấy là cái nem của chị nướng bắt đầu bây giờ nó tươm mở cái dòng ra, bắt đầu nó ướt mềm cái miếng nem rồi đó. Nhìn miếng nem bắt đầu là nhìn bóng ha. Dạ. Ngon. Đấy. Thịt đó em cũng mấy là thịt này thịt nạc dăm. Nạc dăm. Dạ đúng rồi, bán thịt nạc dăm nó có mỡ nó mềm nó ngon, chứ không có lấy thịt mà dạng thịt trôi nổi mà đông lạnh. Tại vì miếng thịt mà đông lạnh nó nướng lên nó sẽ không vàng. Nó sẽ nướng lên nó miếng thịt nó đen lắm. Vâng. Nó đen mà nó cứng. Đấy. Nhưng mà thịt nóng của mình á là bắt đầu mình về nướng lên là cái mì thịt nó mềm mày nọ lên. Giá giò bên nhà em cũng làm cũng khác người ta, cũng giống luôn. Bên em là giờ về là môn. À, cô ra đây là bán 10 năm rồi. 10 năm. Dạ. Bữa nay là đúng 10 năm luôn hả? Hôm nay đúng 10 năm hả? Ừ. Hôm nay sinh nhật hả? Sinh nhật rồi. Hôm nay sinh nhật quán. Đấy, đây là một hộp, trong này là anh đang làm, hộp này là bao nhiêu về? 35 ngàn. Đây các bạn này, vô trong này là xem anh làm một hộp 35 ngàn này. 35 ngàn. 35 ngàn này có thịt nướng, có chả giò, có nem nướng luôn. Thịt cây. Thịt cây ha, thịt kêu gọi là thịt cây có ha. À, thịt cây, thịt miếng, chả giò. Dạ. Ở đây mình bán lâu, mày khách mối nhiều không cô? Mối nhiều, ở bệnh viện Chợ Rẫy cũng có mua nhiều. Bệnh viện 115 rồi đó. Mấy bệnh viện cũng đặt nhiều lắm. Đặt hàng 60 hộp. 60 hộp một lần luôn đó hả? Ừ. Ừ. Bệnh viện Chợ Rẫy là đặt hình xuyên. Bệnh viện Chợ Rẫy đặt là 2 giờ sáng mới ra rồi đó. 2 giờ sáng là ra rồi. Ra là chạy 6 giờ rưỡi giao mới kịp. Tức là mình làm trong đêm luôn. Tức là mình nếu mà có người đặt là mình. Rồi cảm ơn anh nói ngày rưỡi sáng, ngày rưỡi sáng. Cảm ơn anh. Cái bữa nào đổi thì 80 hộp. À, không thôi rồi, cảm ơn. Bữa nào đổi thì nói em nha. Tại vì giờ làm đâu đổi đâu mà nhắc về phải làm đồ bán nữa. Đầy đủ ha, ăn bún nhiều thì cho thêm bún. Hồi xưa là lúc mà là xếp hàng bán luôn ha. Rồi vậy cảm ơn rất nhiều nha. Bạn trai chị hãy hỏi ăn bún nhiều cho thêm ăn cho nó no. Vậy là cô nói là không uống nước được luôn. Anh không chịu uống nước rồi nè.
Vui mệt mà vui coi vậy. Mà cái quầy nó có nhỏ nhỏ như vậy thôi hả? Dạ. Chủ yếu người ta mua đi nhiều hơn. Dạ. Để làm á. Chính nó anh trai ơi. Cái hộp này là mình cùng là 3. Cái giò em cái giò thịt đó anh. 45, có trái giò thêm. Có trái giò thêm. Thịt miếng không á cưng hả? Dạ ok. Hai hộp đó cho tới nói là thịt miếng không nha con. Xong rồi làm bên cho cô Dung hai tô nha. Ở trong hộp anh trai. Ở trong hộp đây bán ở đây trong hộp. Rồi cảm ơn nha. Đồ đẹp phải hết tiền không? Nó làm đè lẹ cho đi làm. Dạ. Bán mấy bệnh viện mà má cháy má thịt tên luôn ơi, được chết á. Dạ. Là kỳ lắm à, kỳ lắm cô ha. Cô về cô rửa lại luôn á, cô rửa lại bột mì á, bột mì với muối với thịt á, rửa cho sạch vậy luôn á. Làm là phải rửa bột mì. Khách bên quán cà phê. Cái này là bán cho quán cà phê gần nhà ha. Đó bánh. Cái nước mắm này đổ đây muỗng này đó hầu. Thành ra mình cứ nướng cái đâu làm cái đầu nướng cái đó, kiểu này thì nó nóng liên tục cô nhỉ. Mới là kia vô có hốn hơn 15 cây về ăn à. Dạ. Ôi ngon cô nhỉ. Ở đây là mình dùng nạc, trong này là nạc dăm cô nhỉ. Nạc dăm á. Dạ. Sao mình không dùng thịt ba chỉ hay là mình không dùng thịt nạc mà là mình dùng nạc dăm cô? Nạc dăm nó mềm. Dạ. Mềm mà có mỡ mỡ đó con. Vâng. Này nhân trong đó là nhân gì anh? Môn với lại thịt. Môn với thịt ha. Cái vô nhà xào chẳng rồi. Dạ, nhân này mình chẳng rồi, giờ cái gia vị xào là cái nhân đó cô ha. Chứ không phải là để vô rồi hấp rồi xào chào thịt rồi để vô. Tức là cái nhân trong đó là nó chín rồi. Dạ. Ừ. Chỉ chiên cho lớp vỏ này vậy. Rồi, chiên cho lớp vỏ nó giòn lên là ok. Ở đây là mấy cô bầu rồi ăn hết rồi. Bầu có bầu rồi ăn cái xanh thôi. Vậy hả, có bầu ăn cái xanh luôn hả? Dạ. Bún đây có như đặc biệt mà ăn thua. Quá ngon, thơm ngon. Tít đấy rất là nồng hậu. Đúng rồi. Mới hả? Mới. Anh lên mấy năm rồi? Phải trên 10 năm rồi. Anh trên 10 năm rồi. Ôi, quán mở quán mở ra là ăn luôn tới giờ đó, luôn đó. Rồi cuối cùng bà chủ bán là khuyến mãi chẳng gì chưa? Thì nói nói chuyện vui vẻ là coi như là khuyến mãi mình rồi, cần gì phải là thật thà gì. Quá tuyệt vời. Đấy, cái chú khách mới anh từ khi mở quán tới giờ các bạn ạ. Ở đây thì cô bán rất là sớm và cô bán hai món chính đó là bún thịt nướng và bánh hỏi thịt nướng. Hôm nay thì mình gọi ra cả hai phần là hai tô luôn đây nè các bạn này. Đây là tô bánh họ thịt nướng nha. Ở đây đúng là phải nói một câu là mình nói là cái nem nướng của cô này, cô nướng quá đặc chuẩn luôn. Thực sự là nói về khẩu vị ướp thì cứ một người một vị nha, nhưng mà khẩu vị thì cứ người mình không dám nói nha, nhưng mà nói về cái đồ nướng đó, là nướng ở đây hơi bị chuẩn luôn, hơi bị chuẩn chỉ ha. Nướng xong mà cái miếng nem nó bóng ngon ha, nhìn mà mắt thường nó thấy ngon ha. Đấy, cực kỳ ngon luôn. Ở dưới là nem, rồi có thịt nướng, có cái phần chả, rồi có rau. Đấy, tô bún thịt nướng mà bên này thì tô bún thịt nướng thì nó cũng y chang thôi, nhưng mà đúng không nhận phải nói đây câu là cái nem đây này, cái nem đây làm ngon quá, nem nướng ngon quá, đúng không? Nhìn bằng mắt thường thôi là thấy cái nem nướng ngon này ha. Có nem nướng, có một chút mỡ hành, có thịt nướng. Ở đây thịt cô dùng là thịt nạc dăm nha, chứ không phải là cô thịt nạc không hoặc là thịt ba chỉ, mà là cô dùng nạc dăm. Có bún, có đậu phộng, có dưa chua ăn kèm. Và đây là một miếng chả giò.
sáng sớm làm tô này đúng là đúng bài các bạn ạ. À, anh kèm với nó thì có một chén nước mắm, nước mắm ngọt, nước mắm ngọt anh muốn thịt nướng. Rồi mời cả nhà nhé, chắc thử cái miếng nem trước này. Đây cái nem các bạn này. Ồ ngon ha, nem cuốn khá là chắc tay, nem lớn luôn. Nhìn với trong. Rồi nhân khoai môn, thịt bằm khoai môn, nó bùi quá. Ở trong này á, khoai môn mà tán nhuyễn ra rồi sao á, đổ thịt bằm ăn nó bùi nó thơm. Có nhiều nơi á là người ta cho cái phần cả cái phần đậu xanh mà đó nữa, nhưng mà mình không thích ăn cái phần đậu xanh đó nha, vì mình thấy ăn cái phần đậu xanh đó cái lục hồn không miệng á. Ăn muốn thịt nướng là phải trộn lên các bạn ạ. Đây này, muốn thịt nướng thì có rau, có giá đấy, có bún. Ăn bún thịt nướng là phải trộn lên. Cái món bún thịt nướng là nó ít ngán lắm, vì thường thường nó có nhiều rau ở trong này các bạn, cho nên ăn món bún thịt nướng thường thường thì nó sẽ ít ngán. Ngon là cành đào ha. Đây dở ta. Rồi đây các em các bạn này, ướp mềm ngon ha. Mời cả nhà. Wow. Cái nem á, nem theo đúng khẩu vị của người miền Tây, có cái hồ ngọt, và đặc biệt ở đây cái nem á nướng nó ướt mềm nhưng mà nó thơm. Ồ, cái nem nướng này ngon. Mình thấy cái món bún thịt nướng là nó được điểm là nó vừa có cái phần thịt nướng cho mình thưởng thức, mà trong cái đó là nó có nhiều rau ăn nó không ngán. Ồ, trong những cái nem cô cũng ngon quá. Ở đây thì nem này cô bán là 15 ngàn một cái thêm, các bạn ăn thêm nem này mua nha. Đấy các bạn ạ. Có thể chan cái nước mắm này lên thêm chút xíu được nha, đừng có sợ mặn, nước mắm nó không có mặn đâu. Ngon chưa? Móng mềm ngon quá. Ở đây bạn nào mà muốn ăn nhiều bún nói với cô nha, ở đây cô cho nhiều bún. Miếng nem này cô dùng rồi giống lạc, có mơ có lạc lắm, nướng thằng nem nó không bị khô, rất mềm rất là thơm. Đây là cái phần thịt nướng à. Ở đây á thì thịt nướng của cô là cô dùng, cô nói là cô dùng mặt dăm. Lúc này cái thuốc mặt trước khi nướng á, tức là nó cũng có mỡ có nạc. Nó không phải là mỡ không phải là nạc không, có mỡ có nạc nướng trong cái miếng thì nó ướt mềm. Nạc dăm là nạc ngon nhất của con heo nhé các bạn. Mắc nhất của con heo luôn á. Ở đây xài đồ nóng không ạ? À? Ăn cái miếng thịt ở đây nó không có mùi khói,
Theo một số quan điểm thì người ta nói là ăn thịt nướng mà nướng bằng than hoa thì nó sẽ ngon hơn. Cái đó thì mình cũng không có phủ nhận. Nhưng mà đây mình thấy là nướng bằng than hoa thì có một cái nhược điểm, đó là khi mà cái thịt nó cái nước của cái thịt nó rớt, nó tươm ra, nó rớt xuống thì nó bốc bụi lên, bụi nó dính vào than, dính vào miếng thịt. Ở đây thì dùng bằng cái bếp nhiệt đó rất là hay. Nướng vào đó thì cái thịt nó bốc lên và cái miếng thịt nó sạch sẽ, nó không có bụi. Rất là hay. Tôi nói ngày xưa mà bây thời mà trước dịch á, bán mà khách xếp hàng dài lúc buổi sáng bán không kịp luôn á. Chương trình của mình thì có giới thiệu rất là nhiều cái điều mà uống khác nhau, nhiều món khác nhau và đặc biệt là nhiều quần khác nhau. Thì thường thường trên trong kênh của mình thì mình có tạo ra một cái danh sách phát riêng chia theo từng quận riêng ở thành phố Hồ Chí Minh mà mình có phát theo từng danh sách riêng của từng tỉnh của thành phố luôn. Nhưng mà riêng với Sài Gòn thì mình có tạo ra những cái danh sách phát theo từng quận. Nếu mà các bạn nào mà muốn kiếm một món ngon nào gần nhà mình thì có thể các bạn vào trong kênh và vào trong phần danh sách phát ở đó thì mình chia theo từng quận, các bạn có thể nhấp vào cái quận gần của nhà mình để các bạn thử tìm cái món ngon nha. Hôm nay là một cái quán món ngon ở quận 11, quán bún thịt nướng. Ở đây thì đúng là cái bún thịt nướng kiểu miền Tây. Hình như mình theo như mình để ý là mình thấy là người miền Tây làm bún thịt nướng rất là ngon nha các bạn. Người ta làm bún thịt nướng rất là ngon. Thì nước mắm này, cái nước mắm kiểu mặn ngọt, bán hay thêm mấy hậu ngọt nhiều. Ngon. Rồi nha, nếu bạn nào món thích ăn món bún thịt nướng thì một lần nào đó đi ăn ở đây có thể ghé bạn thử nha. Quán này thì bán nửa bộ thôi, bán buổi sáng thôi, còn buổi chiều không có bán. Và không chưa có bán qua app luôn. Đấy, ở đây thì có hai món chính, đó là bún thịt nướng và nem nướng, bánh hỏi, thịt nướng. Nó chỉ khác nhau, bánh hỏi và bún là có ăn nào tùy nha. Ở đây thì mình thấy cái phần nem nướng rất là ngon. Phần nem nướng ở đây mình ưng, phần nem nướng ở đây các bạn có thể quan sát lại phần nem nướng nha. Đấy. Các bạn nhìn thấy miếng nem không? Nướng xong mà nó tươm, nó ướt mềm. Ngon lắm, nem nướng ở đây cô làm rất là ngon. Nem nướng là đạt chuẩn luôn các bạn, không có bụi á. Phần thanh nem đường miếng nem nó sạch sẽ nha, không có bụi. Và cái thứ hai là phần thịt nướng. Phần thịt nướng ở đây thì đây là cô xài là gọi là xài nạc dăm các bạn. Đấy, cô xài nạc dăm cho nên là cái thịt nó không có bị khô, nó có mỡ có nạc á. Mà các bạn biết là nạc dăm là đặc mắt cho con heo á. Cô nó ăn nói chung cái miệng đó, các bạn ăn mà ăn đồ nóng đồ ngon là các bạn ăn một miệng cái biết liền này. À, rồi nha. Nếu bạn nào xem mà thích món ăn này thì một lần nữa thì ngang qua đây có thể ghé bạn thử nha. Rồi thì video này thì mình xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình về món ăn ngày hôm nay nhé. Buổi sáng làm tô này coi như ngang bụng các bạn. Ăn cái món này là cái thằng lộc phộng nó có chìm xuống dưới á. Cho nên mà đến cuối cùng ăn được lộc phộng. Mm-hmm.